Tình huống đổi cũ lấy mới khó tin tại Yêu Môn Hải Phòng. Như vậy là quay ngược thời gian, chúng ta trở về ngày 14 tháng 8. Như vậy là một người đàn ông đã xuất hiện. Như vậy anh định làm gì đây? Chúng ta cùng xem. Như vậy anh đang ngắm nghía trong một cửa hàng Adidas. À, anh sờ vào rồi, sờ gì đây? Rồi, vâng, anh đã vứt chiếc dép đầu tiên xuống đi rồi. À, vừa đây. Rồi. Như vậy anh đã đưa một đôi dép xuống dưới và đi vào chân mình luôn. Như vậy là chạy ra ngoài xem Từ có kêu hay không. Như vậy anh thấy là Từ không kêu. Từ không kêu lên mà anh đứng luôn bên ngoài rồi. Đấy. Sau đó thì người đàn ông đã nhẹ nhàng và tiếp tục đi mua sắm tiếp. Tôi không biết là anh còn đi trộm cắp ở cửa hàng hay quầy nào đó không. Hiện tại thì chưa rõ là vụ việc được xử lý như thế nào. Cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.